xung đột Trung Đông không ngừng chứng kiến hàng loạt diễn biến khốc liệt mới. Vừa qua, Israel tấn công bằng pháo binh gần bệnh viện ở Gaza, nhiều người thiệt mạng. Giao tranh tăng nhiệt ở miền Trung, Nam Gaza, Israel tấn công các đội chống tăng của Hamas. Trong khi đó, Hamas lên án vụ nổ chết người ở Iran. Liên quan đến tình hình chiến sự Đông Âu, Nga tấn công Kharkiv bằng tên lửa S-300. Ukraine tuyên bố phá hủy radar hiện đại nhất của Nga. Tình báo Anh báo cáo Nga đổi chiến thuật tập kích tên lửa nhằm vào Ukraine các tin tức đáng chú ý trên toàn cầu. Ấn Độ có thể chấm dứt chính sách tự do đi lại qua biên giới với Myanmar. Nhật Bản tiến hành những nỗ lực cuối cùng để cứu nạn nhân sống sót sau trận động đất. Hàn Quốc lên kế hoạch giảm tốc độ lạm phát. Ý xem xét kế hoạch khuyến khích sử dụng ô tô điện trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. El Salvador phá rỡ tượng đài tuần vinh hiệp ước hòa giải với quân giải phóng thời nội chiến. Tất cả sẽ có trong chương trình Thế giới hôm nay ngày sau đây. Quý vị đang theo dõi bản tin Thế giới hôm nay. Mở đầu bản tin sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình xung đột Israel Hamas. Thể hiệp hội trang lưỡi liềm đỏ Palestine mới đây, một số lượng người chưa xác định đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công bằng pháo binh của Israel gần một bệnh viện ở miền nam Gaza. Tổ chức trang lưỡi liềm đỏ cho biết trên mạng xã hội rằng các cuộc tấn công bằng pháo binh dữ dội đang gia tăng ở khu vực lân cận bệnh viện El Amar thuộc Khan cách tòa nhà bệnh viện chưa đầy 100 mét, khiến một số binh sĩ bị thương và ngày 2 tháng 1, trang lưỡi liềm đỏ báo cáo rằng 5 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong các cuộc tấn công gần cùng một bệnh viện. CNN đã liên hệ với lực lượng phòng vệ Israel IDF để yêu cầu bình luận nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Giữa lúc đó, ở một số khu vực ở Gaza đã yên tĩnh hơn sau khi một số đơn vị Israel rút lui, giao tranh dữ dội và đang diễn ra ở Khan Quân đội Israel cho biết, quân đội bao gồm quân đoàn thiết giáp và lực lượng công binh đã tiến hành các cuộc tấn công các chủ đích và các vị trí trung tâm trong khu vực. Lực lượng phòng vệ Israel IDF mới đây cho biết họ đã tấn công một số đội chống tăng của Hamas ở Gaza trong một ngày qua, khi giao tranh càng tăng nhiệt ở khu vực miền Nam và miền Trung khu vực, thông tin được tờ Times of Israel đăng tải. Tại Khan Younis, quân đội Israel cho biết lực lượng dự bị của lữ đoàn Kirati đã bị chỉ đạo một máy bay không quân của Israel tấn công nhằm vào bắt thành viên Hamas đã cố gắng đặt bom gần lực lượng này. Theo Israel, quân đội đã tiêu diệt hai tay súng Hamas khác đang ẩn náu trong một tòa nhà gần đó, Cơ đội Israel cho biết thêm, một máy bay chiến đấu của không quân cũng đã tấn công kho vũ khí của Hamas ở Khan Yunis. Cũng tại miền nam Gaza, cơ đội Israel cho biết các thành viên Hamas đã bắn tên lửa chống tăng vào lỡ đoàn thiết giáp số 7 và ngay sau đó một máy bay của không quân đã tấn công phòng giam phía sau vị trí phóng. Tại Deir el ở miền trung Gaza, cơ đội Israel cho biết sư đoàn 98 đã chỉ đạo một cuộc không kích vào một tòa nhà được Hamas dùng làm vị trí phóng tên lửa chống tăng. Đồng thời cho biết một máy bay, bay chiến đấu của không quân đã tấn công bãi phóng cũng như hai tòa nhà khác trong khu vực. Tại El Bujei, cũng ở trung tâm Gaza, quân đội Israel cho biết binh lính của lữ đoàn Golani xác định được một số bị phóng tên lửa tầm xa. Trong khi đó, hải quân tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công dọc theo bờ biển Gaza, hỗ trợ lực lượng mặt đất. Quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công của hải quân ngày hôm qua đã giết chết một số thành viên Hamas đang cố gắng phục kích lực lượng mặt đất. Theo thông tin từ tờ Anadolu mới đây, lực lượng Hezbollah của Liban vào ngày 4 tháng 1 thông báo rằng có thêm 5 thành viên của nhóm này đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với quân đội Israel ở khu vực biên giới ở miền Nam Liban. Hezbollah không nêu rõ địa điểm nơi các tay súng bị tiêu diệt. Hezbollah cho biết trong một tuyên bố vào tối ngày 3 tháng 1 rằng quân đội Israel đã tấn công một đơn vị vũ trang trên lãnh thổ Liban. Lực lượng này cho biết một máy bay chiến đấu của lực lượng không quân cũng tấn công cơ sở hạ tầng của Hezbollah trên lãnh thổ Liban. Kể từ ngày 8 tháng 10, các cuộc đụng độ ở biên giới giữa quân đội Israel và Hezbollah đã diễn ra liên tục. Các cuộc đụng độ này đã khiến 28 thường dân Liban, 147 thành viên Hezbollah, 5 thường dân Israel và 9 binh sĩ Israel thiệt mạng. Vừa qua, Hamas đã lên án vụ tấn công hình sự gần đây tại thành phố Kerman của Iran. Ít nhất 103 người thiệt mạng sau vụ nổ kép ở gần ngôi mộ của chỉ huy quân đội Qasem Soleimani. Các quan chức gọi đây là cuộc tấn công khủng bố thông tin được CNN đăng tải. Trên Telegram, Hamas cho biết họ kiên quyết phản đối tất cả các hành động khủng bố nhắm vào dân thường và tìm cách gây bất ổn cho sự ổn định và an ninh ở nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ nổ. Hamas gửi lời chia buồn và cảm thông đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran và các gia đình nạn nhân, đồng thời cũng gửi lời cầu nguyện cho những người bị thương nhanh chóng hồi phục. Vụ nổ xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực khi Israel tiến hành các cuộc chiến tranh diễn ra ở Gaza chống lại Hamas được Iran hậu thuẫn. Sáng ngày 3 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Max Miller cho biết Mỹ không liên quan đến vụ nổ ở Iran và không có lý do gì để tin rằng Israel có liên quan. Tuần trước, Iran và một số lực lượng, lượng vũ trang ủy nhiệm của nước này đã cáo buộc Israel ám sát một chỉ huy cấp cao của Iran ở Syria và thề sẽ báo thù. Israel không bình luận về vấn đề này cũng theo cnn hamas gần đây đã đưa ra tối hậu thư cho israel rằng phải có lệnh ngừng bắn vĩnh viễn để các con tin còn lại ở gaza được thả. hai nguồn tin cho biết hamas không hoàn toàn tuân theo tối hậu thư trước đó, dù israel và hamas vẫn đang tiến hành các cuộc thảo luận về mỹ và qatar đóng vai trò trung gian, nhưng hiện tại có rất ít lực kéo trong các cuộc đàm phán. thủ tướng israel benjamin netanyahu vừa qua đã nói rằng hamas dường như đã nhẹ nhàng hơn một chút sau tối hậu thư mà tổ chức này đưa ra trước đó về vấn đề con tin. Ông không nói rõ chi tiết cụ thể của tối hậu thư. Ông Netanyahu nói, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục liên lạc. Chúng tôi đã nhận tối hậu thư từ Hamas, từ tình hình đã dịu đi một chút. Israel hiện sẽ tiếp tục gửi cho Qatar một số phản hồi và cố gắng đạt được thỏa thuận chung. Tiếp tục là các tin tức liên quan đến tình hình chiến sự Đông Âu. Thưa quý vị, Kiev Independent dẫn lời thống đốc tỉnh Kharkiv Ole Sinihebuk mới đây đã đưa tin Lực lượng Nga tấn công Kharkiv bằng hai tên lửa S-300 vào tối ngày 3 tháng 1 làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự ở trung tâm thành phố. Theo dữ liệu sơ bộ không có thương vong, ông Sinyhubov cho biết trên Telegram. Một số vụ nổ đã xảy ra ở Kharkiv vào khoảng 22 giờ 30 theo giờ địa phương. Gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào thành phố Kharkiv ở phía đông bắc Ukraine chỉ cách biên giới nga ukraine 30 km. Trước đó, lực lượng Nga đã tấn công Kharkiv nhiều lần bằng tên lửa Iskander vào ngày 2 tháng 1, khiến một phụ nữ thiệt mạng và 52 dân thường, trong đó có 6 trẻ em bị thương. Vào buổi tối muộn, Nga lại tấn công thành phố, làm hư hại một trung tâm giáo dục. Theo ông Sinehubov, cuộc tấn công hàng loạt khác của Nga nhằm vào Kharkiv vào ngày 30 tháng 12 trước đó đã làm bị thương 28 dân thường, trong đó có 2 trẻ em và một người nước ngoài. Hãng tin Pravda dẫn các nguồn tin tình báo cho biết, một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga đã bị đốt cháy vào ngày 4 tháng 1 vừa qua tại căn cứ không quân Sargov ở Chejabinsk. Các nguồn tin cho biết cơ quan tình báo quân sự Ukraine SUA là bên đứng sau vụ việc. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại của chiếc máy bay trị giá ít nhất 50 triệu đô la Mỹ này. Trước đó, tư lệnh không quân Ukraine Mykola Omechuk vào ngày 22 tháng 12 thông báo quân đội của ông đã bắn rơi 3 máy bay Su-34 của Nga ở mặt trận phía Nam Ba ngày sau, không quân báo cáo đã bắn rơi một máy bay Su-34 khác và một máy bay chiến đấu Su-30. Viện nghiên cứu chiến tranh ASW gần đây đưa tin Nga đang giảm hoạt động hàng không sau chuỗi tổn thất máy bay liên tiếp. Cherabinsk nằm cách biên giới Ukraine gần 2.000 km về phía đông. Các cuộc tấn công phá hoại của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga thậm chí còn được báo cáo ở xa hơn. Chẳng hạn như một chuyến tàu chở hàng bị chặt bánh vào ngày 1 tháng 12 tại nước Cộng hòa Viễn Đông Buryatia, cách Ukraine 5.000 km. Phía Ukraine vào ngày 3 tháng 1 đăng video phá hủy hệ thống radar phản pháo Zashev AV của Nga, ngay sau khi Moscow xác nhận tổ hợp này đang được triển khai trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 2 tháng 1 thông báo đã triển khai tổ hợp radar phản phá Ranchev AV trên tiền tuyến ở Ukraine, để được cho là quân bài chiến thuật của Nga để chống lại các hệ thống pháo mà quân đội Ukraine sử dụng, trong đó có pháo phản lực HIMARS, loại vũ khí đã gây ra nhiều thiệt hại cho Moscow từ đầu chiến sự Nga từng nhiều lần tuyên bố phá hủy một số tổ hợp HIMARS tại Ukraine, song giới chuyên gia phương Tây cho rằng Moscow chưa làm được điều này do năng lực hạn chế của radar phản pháo mà Nga triển khai trên chiến trường. Doan AV, radar phản pháo hiện đại nhất trong biên chế quân đội Nga, được kỳ vọng sẽ giúp khắc phục điểm yếu trên. Tuy nhiên, một ngày sau khi Nga xác nhận đang triển khai hệ thống radar Zanchev AV trên chiến trường, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng tải đoạn video cho thấy lực lượng nước này đã phá hủy tổ hợp Zanchev AV ở mặt trận phía nam, đi kèm với chú thích. Một phát bắn hoàn hảo đã phá hủy hệ thống radar phản phá Zanchev AV trị giá 250 triệu đô la Mỹ của Nga. Tình báo Anh nhận định rằng Nga đang tấn công hạ tầng công nghiệp quốc phòng Ukraine thay vì phá hủy mạng lưới năng lượng giống như mùa đông năm ngoái. Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong báo cáo tình báo vào ngày 3 tháng 1, kể từ ngày 29 tháng 12 2023, Nga đã đẩy mạnh cường độ tiến công tầm xa nhằm vào Ukraine. Nước này đã huy động một phần đáng kể kho dự trữ tên lửa hành trình phóng từ máy bay và tên lửa đạn đạo tích lũy trong những tháng qua. Theo Kiev Post, tình báo Anh nhấn mạnh rằng vụ pháo kích của Nga và các cơ sở năng lượng vào hồi tháng 12 2023 cho thấy Nga đang muốn nhằm vào các lĩnh vực năng lượng. Tuy nhiên, Moscow có dấu hiệu đang thay đổi chiến thuật tấn công. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak vào ngày 2 tháng 1, Tổng thống Zelensky nói rằng Nga đang tăng cường các cuộc không kích dữ dội vào nhiều thành phố Ukraine trong mùa đông. Theo ông, lực lượng Nga đã phóng ít nhất 500 tên lửa và máy bay không người lái về phía Ukraine trong vòng 5 ngày. Moscow tuyên bố chỉ tấn công các cơ sở quân sự, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Zustem Umerov cho biết Nga đang cố tình tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng và các khu dân cư. The Hindu Times, Ấn Độ đang xem xét chấm dứt chế độ đi lại tự do tại biên giới Ấn Độ Myanmar. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm vũ trang bắt đầu diễn ra vào tháng 10 năm 2023 và đã lan rộng ra hơn 2/3 lãnh thổ nước này. Chế độ đi lại tự do FMR tại biên giới Ấn Độ Myanmar cho phép người dân cư trú ở hai bên vượt qua 16 km vào lãnh thổ của nhau mà không cần thị thực. Tuy nhiên, những cuộc giao tranh gần đây giữa quân đội Myanmar và các nhóm vũ trang đã gây ra làn sóng nhập cư tràn vào Ấn Độ. Theo báo Indian Express, trước tình trạng hỗn loạn, chính quyền Ấn Độ đã quyết định mời các nhà thầu xây dựng hệ thống hàng rào thông minh tiên tiến trên toàn bộ chiều dài biên giới với Myanmar. Các nguồn tin cho biết, việc xây dựng hàng rào sẽ được hoàn thành trong vòng 4 tới 5 năm tới và bất kỳ ai đi qua đều phải xin thị thực. Biên giới Ấn Độ Myanmar được coi là dễ bị tổn thương do cơ sở hạ tầng quân sự không đầy đủ và thường xuyên bị các nhóm nổi dậy của cả hai nước tấn công. Do kiểm soát lòng lèo tại giải biên giới này, các nhóm chiến binh đã phát triển sự hiện diện mạnh mẽ ở cả hai nước. Tình hình ở khu vực biên giới có nguy cơ đe dọa an ninh chung của bang Manipur, Ấn Độ. Ít nhất 175 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ và hàng chục nghìn người phải di rời. Theo thông tin từ Bloomberg mới đây, các binh sĩ, lính cứu hỏa và nhân viên cấp cứu của Nhật Bản đã tiến hành những nỗ lực cuối cùng để giải cứu những người sống sót còn mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất ngay ngày đầu năm mới, gây tàn phá một khu vực trên bờ biển phía tây bắc Nhật Bản và giết chết ít nhất là 78 người. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ông Minoru Kihara vào ngày 4 tháng 1 cho biết cho rằng khoảng 4.600 nhân viên đã được triển khai để hỗ trợ việc cứu trợ. Quân đội đã phái một tàu đổ bộ chở máy móc hạng nặng đến bờ biển bán đảo Noto, trong khi đó cho đánh hơi thì lùng sục đống đổ nát. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trước đó cho biết nước này đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót và kêu gọi hết mình thực hiện các hoạt động cứu hộ khi thời hạn 72 giờ quan trọng sắp kết thúc trận động đất mạnh 7,6 độ Richter đã săn phẳng các tòa nhà, làm biến dạng đường xá và gây ra hỏa hoạn nhấn chìm khoảng 200 công trình ở thành phố Wajima, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất khi có ít nhất 44 người đã thiệt mạng. Chính quyền tỉnh Ishikawa đã công bố danh sách hơn 50 người vẫn chưa rõ thông tích, đồng thời cho biết khoảng 34.000 người đang được tính là người sơ tán hơn 30.000 hộ dân đã bị mất điện tính đến 2 giờ chiều ngày 4 tháng 1. Theo công ty điện lực Hororiku, dự báo sẽ có mưa trong vài ngày tới ở khu vực cách Tokyo khoảng 315 km về phía tây bắc làm tăng nguy cơ sạt lở đất. Những cơn dư chấn mạnh và nhiệt độ lạnh giá đã làm tăng thêm mối lo ngại của hàng nghìn người đang tìm kiếm thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn. Các quan chức trên khắp Nhật Bản đã cử nhân sự và thiết bị đến giúp đỡ. Sở cảnh sát Tokyo đã cử một đội cứu hộ và sở cứu hỏa thành phố cũng đã điều động các trung đội hàng không bao gồm máy bay trực thăng để hỗ trợ. Công ty đường sắt miền Đông Nhật Bản vào ngày 3 tháng 1 thông báo đang cải tiến hệ thống phát hiện động đất sớm cho tàu cao tốc Shinkansen. Theo đó, tàu có thể phanh khẩn cấp hơn nữa khi có động đất xảy ra. Công ty đường sắt Đông Nhật Bản cho biết sẽ triển khai lắp đặt hệ thống mới vào tháng 3 năm 2025 trên toàn bộ 135 đoàn tàu Shikansen, Tohoku, Yostu và Hokuriku. Hệ thống mới sẽ giúp rút ngắn thời gian phản xạ giữa thời điểm phát hiện một trận động đất và vận hành hệ thống phanh khẩn cấp từ mức hiện tại là 3,9 giây xuống còn 1,3 giây. Hệ thống phanh khẩn cấp này sẽ được tự động kích hoạt khi xảy ra các trận động đất có độ lớn từ 5,5 richter trở lên. Mỗi năm, tàu cao tốc Shinkansen dùng khẩn cấp khoảng 20 lần vì các lý do liên quan đến động đất. Sau khi áp dụng các hệ thống trên thì tần suất dừng khẩn cấp có thể sẽ tăng thêm 4 lần mỗi năm do cải thiện độ nhạy. Chủ tịch công ty đường sắt Đông Nhật Bản nhấn mạnh, chủ trương của công ty này là ưu tiên an toàn hơn nữa. Hệ thống phát hiện động đất sớm của tàu Shinkansen đã không ngừng được cải thiện kể từ khi lần đầu tiên được áp dụng vào năm 1982. Hàn Quốc vừa cho biết nước này sẽ tìm cách giảm tốc độ lạm phát xuống gần mức mục tiêu của Ngân hàng Trung ương trong nửa đầu năm nay, đưa ra một loạt các bước nhằm ngăn chặn áp lực giá cả đang đè nặng lên nền kinh tế. Thông tin vừa được Bloomberg đăng tải. Theo một tuyên bố vào ngày 4 tháng 1 từ Bộ Tài chính Hàn Quốc, chính phủ nước này đang có kế hoạch đóng băng các khoản phí tiện ích công cộng, tăng cường giám sát hành vi gian lận giá và bắt buộc các doanh nghiệp phải tiết lộ rằng liệu họ có giảm khối lượng đóng gói sản phẩm của mình trong 6 tháng đầu năm 2024 hay không. Chính phủ cũng sẽ cung cấp khoảng 11.000 tỷ won, tương đương với 8,4 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ năng lượng, giảm giá thực phẩm và các chương trình khác có thể giúp giảm giá tiêu dùng. Cam kết của chính phủ Hàn Quốc về một chiến dịch tổng lực chống lạm phát được đưa ra khi Tổng thống Jun Suk Yong chỉ ra rằng giá cả, năng lượng và lãi suất là những điều đang tạo ra khó khăn đối với các hộ gia đình tại Hàn Quốc. Đảng của ông đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 4. Cuộc bầu cử này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của chính quyền ông trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ cho đến năm 2027. Giá tiêu dùng đã tăng 3,2% so với một năm trước đó và tháng trước giảm nhẹ so với tháng 11. Trong khi đó, tốc độ tăng chậm lại trong tháng thứ hai. Tổng đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc Ri Chang Jong cảnh báo giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến chống lạm phát có thể khó khăn hơn trước. Ngân hàng Trung ương đang giữ lãi suất chính sách ở mức 3,5% cho đến khi đạt được nhiều tiến bộ hơn so với mục tiêu 2%. Vào năm 2024, chính phủ Hàn Quốc dự kiến lạm phát hàng năm sẽ giảm xuống 2,6% từ mức 3,6% của năm ngoái. Trong khi đó, nền kinh tế có thể sẽ tăng trưởng 2,2% trong năm nay, tăng từ mức 1,4% của năm ngoái và thặng dư tài khoản vạn lai được dự báo sẽ tăng lên 50 tỷ đô la Mỹ, từ mức 31 tỷ đô la Mỹ trong cùng kỳ tăng trưởng việc làm có thể sẽ chậm lại ở mức 230.000 trong năm nay so với mức 320.000 của năm ngoái. Theo Bloomberg, chính phủ Ý hiện đang xem xét kế hoạch trị giá 930 triệu euro tương đương với một tỷ đô la Mỹ để khuyến khích người dân chuyển từ việc sử dụng ô tô chạy bằng xăng hoặc dầu diesel sang ô tô điện. Kế hoạch này đang được Bộ Nông nghiệp Ý thảo luận sẽ bao gồm các ưu đãi tài chính trị giá tới 13.750 euro để cho phép các công dân có thu nhập hàng năm thấp hơn 30.000 euro ngừng việc sử dụng các mẫu xe Euro 2 đã hơn 20 năm tuổi để chuyển sang sử dụng các mẫu ô tô điện mới. Theo kế hoạch, mục đích là thay đổi lượng ô tô ở Ý, một trong những đội xe lâu đời nhất ở châu Âu, khi nước này đang sử dụng ít nhất 11 triệu xe Euro 3 hoặc các loại xe cấp thấp hơn. Kế hoạch này cũng sẽ hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp mua ô tô sản xuất trong nước. Theo người phát ngôn của Bộ Công nghiệp, kế hoạch này sẽ được trình bày tại cuộc họp với các đại diện của ngành ô tô vào ngày 1 tháng 2. Thật dữ liệu của Bộ Giao thông Vận tải được công bố mới đây, thị phần ô tô điện của ý đã tăng khoảng 19% lên khoảng 1,57 triệu. Thị phần xe điện của ý thấp hơn so với các nền kinh tế lớn khác ở châu Âu. Đồng thời, sau nhiều năm đạt được doanh số bán hàng tăng vọt, cơ dấu hiệu cho thấy tốc độ sử dụng ô tô điện ở châu Âu đang chậm hơn. Audi của Volkswagen đang hủy bỏ kế hoạch triển khai ô tô điện để tránh gây gánh nặng cho các nhà máy và đại lý trong bối cảnh doanh số bán hàng tăng trưởng chậm hơn. Vào tháng 10, Giám đốc Tài chính của Mercedes-Benz Group AG đã mô tả sự cạnh tranh trong lĩnh vực xe điện là tan bạo và không lành mạnh. Ngày 4 tháng 1, Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ về vụ đạn pháo từ cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các nhóm nổi dậy ở quốc gia láng giềng Myanmar bay lạc sang nước này, khiến 5 người bị thương. Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, đạn pháo đã rơi trúng thị trấn Nan San thuộc tỉnh Vân Nam. Giới chức địa phương xác nhận quả đạn này được bắn từ thị trấn Lu Khai thuộc Bang Shan, miền Bắc Myanmar vào 2 giờ chiều ngày 3 tháng 1 theo giờ địa phương. Tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói, Trung Quốc cực kỳ lấy làm tiếc về những thương tích trong tuần thường. Trung Quốc một lần nữa yêu cầu tất cả các bên trong xung đột chấm dứt hành động thù địch, thực hiện các biện pháp ngăn chặn những sự cố thảm khốc và tương tự tái diễn. Nhà ngoại giao nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ có hành động cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Tuần trước, Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar đã kêu gọi công dân rời khỏi thị trấn Lukai, bang Shan càng sớm càng tốt, với lý do rủi ro an ninh ngày càng gia tăng. Đạn pháo từ bang Shan cũng từng rơi sang tỉnh Vân Nam vào năm 2015 trong bối cảnh giao tranh nổ ra giữa quân đội, chính phủ Myanmar và quân nổi dậy với một số trận chiến diễn ra cách biên giới Trung Quốc chỉ khoảng 500 mét. Vụ việc khiến cho một người ở Trung Quốc và bốn công dân Myanmar bị thương. Bắc Kinh khi đó đã rất tức giận trước vụ việc. Bạo lực lan rộng khắp Myanmar kể từ cuối tháng 10 năm ngoái, sau khi Liên minh huynh đệ, bao gồm các nhóm nổi dậy ở miền Bắc nước này phát động chiến dịch tấn công hàng loạt căn cứ của quân đội, chính phủ ở Bang Shan, ra biên giới với Trung Quốc đánh dấu đợt tấn công lớn nhất của phiến quân chống lại chính quyền quân sự Myanmar sau cuộc đảo chính vào năm 2021. Tháng 12 vừa qua, Liên Hợp Quốc ước tính hơn 660.000 người đã buộc phải rời khỏi nhà cửa ở Myanmar vì xung đột, nâng tổng số người phải di rời trên quốc gia Đông Nam Á này lên mức kỷ lục 2,6 triệu. Truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin chính quyền quân sự nước này vừa thông báo sẽ phóng thích gần 10.000 tù nhân, trong đó có khoảng 120 công dân nước này, theo lệnh ân xá nhân 76 năm ngày độc lập đất nước, ngày 4 tháng 1, 1948, 4 tháng 1, 2024. Trong một tuyên bố ngắn gọn trên truyền thông nhà nước, chính quyền quân sự nêu rõ mục đích của đợt ân xá này nhằm duy trì quan hệ với các nước và vì lý do nhân đạo. Tại thành phố Yangon, trung tâm thương mại kinh tế lớn nhất Myanmar, rất đông người tụ tập bên ngoài nhà tù Incense, hóng chờ người thân được trả tự do. Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lên nắm quyền sau cuộc đảo chính, lật đổ chính phủ dân cử vào đầu tháng 2 2021 và sử dụng vũ lực để chấn áp biểu tình phản đối bùng phát trên khắp cả nước. Trong số những người vẫn bị giam giữ có cựu cố vấn nhà nước, người đoạt giải Nobel Hòa Bình, bà Aung San Suu Kyi, hiện đang thụ án 27 năm tù. Với loạt tội danh từ kích động, gian lận bầu cử đến tham nhũng, bà phủ nhận mọi cáo buộc. Giới lãnh đạo Myanmar thường trực hiện ân xá tù nhân để kỷ niệm ngày tuyên bố độc lập khỏi ách thống trị của Anh. Đài RT đưa tin, cô Afua Asentewa Ogosu, một nữ doanh nhân ở Ghana, đã ca hát không ngừng nghỉ trong vòng 5 ngày với hy vọng phá vỡ kỷ lục thế giới được một ca sĩ Ấn Độ thiết lập vào năm 2012. Theo đài RT, ATI... Cô Ogusu, 33 tuổi, đã bắt đầu trình diễn các bài hát mang đâm âm hưởng dân gian tại thủ đô Astra của Ghana từ đêm Giáng sinh 24 tháng 12, 2023 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12, 2023, đạt tổng là 126 giờ 52 phút. Sự nỗ lực của cô nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của người dân trong nước và quan chức chính phủ. Cựu Tổng thống John Dramani Mahama và Phó Tổng thống đương nhiệm Mahamadu Bagumia đã xuất hiện trong buổi biểu diễn của nữ doanh nhân. Hiện cô Augustu đang chuẩn bị hồ sơ nộp lên tổ chức kỷ lục thế giới Guinness để xác nhận thành tích của mình. Nếu được công nhận, nữ doanh nhân Ghana sẽ chốt ngôi của ca sĩ Sunil Wasmare của Ấn Độ, hiện đang nằm giữ kỷ lục là bài hát liên tục không ngừng nghỉ trong vòng 105 giờ mà trình diễn của cô Ogusu cũng được diễn ra trong bối cảnh Ghana nỗ lực thúc đẩy du lịch và quảng bá văn hóa quốc gia bao gồm cả âm nhạc. Cơ quan du lịch Ghana cuối tuần qua đã bổ nhiệm nữ doanh nhân làm đại sứ du lịch để vinh danh nỗ lực của cô Ogusu, đồng thời tạo điều kiện để giúp cho cô phát huy năng lực cá nhân và hợp tác chặt chẽ với chính phủ nhằm thu hút du khách quốc tế. Reuters đưa tin chính phủ El Salvador mới đây đã bắt đầu tiến hành phá rỡ tượng đài tôn vinh hiệp ước hòa giải với quân giải phóng vào thời nội chiến ở thủ đô San Salvador của nước này. Tượng đài gồm ba tác phẩm điêu khắc được khánh thành vào năm 2017 đánh dấu 25 năm ngày ký kết hiệp định hòa bình giữa chính phủ El Salvador và các nhóm du kích do mặt trận giải phóng quốc gia Farabundo Marti (FMLN) đại diện. Trong một bài đăng trên nền tảng X. Tổng thống El Salvador Najib Bukele cho biết, ông đã ra lệnh phá dỡ tượng đài do công trình này không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn tôn vinh hiệp ước giữa những kẻ sát hại người dân đất nước. Nhà lãnh đạo nói thêm, chính phủ sẽ xây dựng một không gian công cộng mới phục vụ nhu cầu vui chơi, thư giãn của các gia đình. Trong khi đó, Bộ trưởng Công trình El Salvador Romero Rodriguez mô tả tượng đài là một biểu tượng của sự tham nhũng với những chi tiết đầy thô cứng và sai lệch về giải phẫu và tỷ lệ. El Salvador đã trải qua một cuộc nội chiến kéo dài trong vòng 4 năm từ năm 1980 đến năm 1992 giữa quân du kích FMLN và quân đội chính phủ, khiến 75.000 người thiệt mạng và 8.000 người mất tích. Thưa quý vị, tuyển thủ bóng đá Algeria Joseph Antel vừa bị một tòa án ở Pháp tuyên án 8 tháng tù treo và nộp phạt 45.000 euro vì chia sẻ một bài viết trên mạng xã hội liên quan đến xung đột Israel-Hamas. Thông tin được El Jazeera đăng tải. Theo bản cáo trạng, hậu về An theo 27 tuổi người Algeria đã đăng tải bài viết có nội dung gây kích động thù hằn sắc tộc và tôn giáo, kêu gọi bài xích người Do Thái. Tuyển thủ đang chơi cho câu lạc bộ Nice cũng đã bị ban tổ chức giải Leeds 1 cấm thi đấu 7 trận vì đăng trên mạng xã hội vào tháng 10 trong bối cảnh chiến sự ở Gaza leo thang. Antel sau đó đã xóa bài viết, gửi lời xin lỗi và khẳng định không ủng hộ gây chia rẽ và kích động bạo lực dưới mọi hình thức. Trước đó, Joseph Antel được gọi lên đội tuyển quốc gia Algeria chuẩn bị cho cúp bóng đá châu Phi AFCON khởi tranh ở bờ biển Nga vào ngày 13 tháng 1 sắp tới. Hiện anh được tại ngoại sau khi đóng số tiền bảo lãnh 80.000 euro nhưng vẫn chịu sự giám sát về tư pháp. Cũng theo Reuters, Venezuela vừa công bố bức tranh tường tưởng niệm tướng hàng đầu Iran, Qasem Soleimani, đánh dấu 4 năm ngày vị tướng này bị ám sát bởi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ. Tác phẩm là một phần trong loạt tranh tại phố đi bộ hiếu nghị Venezuela-Iran ở thủ đô Caracas của Venezuela mới được khánh thành. Trong sự kiện công bố bức tranh vào ngày 3 tháng 1, đại sứ Iran tại Venezuela, Hojatola Sotani và phó chủ tịch thứ nhất của Quốc hội Venezuela, Pedro Infante, đã lên án vụ đánh bom khiến hàng trăm người thương vong tại sự kiện tưởng nhớ tướng Soleimani gần mộ của ông ở Iran xảy ra trước đó một ngày cả hai vị quan chức đồng thời chỉ trích Mỹ và sự ủng hộ của nước này dành cho Israel. Tướng Soleimani là cựu tư lệnh đơn vị đặc nhiệm Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Ông được coi là người quyền lực thứ hai ở Iran sau lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Tháng 1 năm 2020, xe chở tướng Soleimani đã bị máy bay không người lái của Mỹ tấn công gần sân bay thủ đô Baghdad của Iraq, vị tướng hàng đầu của Iran 62 tuổi và cấp dưới trung úy Abu Manhi el-Muhandis thiệt mạng trong vụ tập kích. Tổng thống Mỹ vào thời điểm đó là ông Donald Trump thừa nhận đã ra lệnh tiến hành cuộc ám sát nhằm đáp trả hàng loạt vụ tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ ở Iraq mà Washington cho rằng do các lực lượng dân quân thân Iran thực hiện. Vài ngày sau, Iran trả đũa bằng việc phóng tên lửa và các căn cứ có lượng, lượng Mỹ và liên quân nước ngoài đồn trú ở Iraq. Theo quân đội Mỹ, không có quân nhân nào của nước này thiệt mạng, nhưng hàng chục người bị chấn thương sọ não. Tháng trước, một tòa án ở Tehran của Iran đã ra phán quyết yêu cầu chính phủ Mỹ bồi thường gần 50 tỷ đô la Mỹ cho vụ ám sát tướng Soleimani. Reuters đưa tin đội tuyển bóng đá Palestine mới đây đã đến thủ đô Doha của Qatar để chuẩn bị dự vòng chung kết giải vô địch châu Á ASEAN Cup đội bóng do huấn luyện viên Makram Dabo dẫn dắt trước đó vừa kết thúc đợt tập huấn cao điểm kéo dài 10 ngày ở Ả Rập Xê Út. Tại Asian Cup sắp tới, Palestine nằm ở bảng C. Đội sẽ có trận gia quân gặp Iran vào ngày 15 tháng 1 trên sân El Zayran trước khi so tài cùng với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE và Hồng Kông của Trung Quốc lần lượt vào ngày 18 và 23. Đây là lần thứ ba bóng đá Palestine góp mặt tại giải đấu hàng đầu châu Á sau các lần vượt qua vòng loại vào năm 2015 và 2019. Kỳ Asian Cup 2023 đã bị rời thời gian tổ chức so với thường lệ do nhiệt độ cao mùa hè ở Qatar, đồng thời điểm nước chủ nhà tham dự giải CONCACAF World Cup ở Bắc Mỹ với tư cách là đội khách mời. Reuters dẫn báo cáo của Liên đoàn bóng đá Palestine cho biết, ít nhất 55 cầu thủ của nước này đã nằm trong số khoảng 23.300 người thiệt mạng do cuộc chiến ở Gaza và tình trạng bạo lực ở bờ Tây chiếm đóng kể từ ngày 7 tháng 10. Ở Mỹ, còn cú đại bàng Á-Âu trốn thoát khỏi vườn thú công viên trung tâm ở New York vào hồi tháng 2 năm ngoái vừa được phát hiện đậu trên cây gần bảo tàng lịch sử tự nhiên Mỹ. Con vật tên Flaco, giới tính đực, được giam cầm ở vườn thú suốt 13 năm trước khi chuồng của nó bị phá hoại và con vật thành công trốn thoát. Vụ việc này đã thu hút sự chú ý của công chúng và báo giới. Ban đầu, sau nhiều nỗ lực vây bắt Flaco đã được thực hiện nhưng phải ngừng lại sau so bản kiến nghị ủng hộ con vật được tự do. Kể từ đó, con cú đại bàng này được nhìn thấy ở nhiều khu vực thuộc quận Manhattan, trung tâm New York. Một bài đăng trên nền tảng X chia sẻ về sự xuất hiện mới nhất của Flaco rằng, cú đệ bàng Á Âu Flaco đã trở lại và tận hưởng một ngày yên tĩnh trong khu vực nhiều cây cối rậm. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy nó trong năm 2024. Cú đệ bàng Á Âu là một trong những loài cú lớn nhất có thể nặng tới 3kg với sải cánh khoảng 2m. Thưa quý vị, từ những chú hổ rung mãnh đến loài rùa Galapagos khổng lồ có nguy cơ tuyệt chủng, Vườn thú London thuộc Vương quốc Anh mới đây đã bắt đầu tiến hành cuộc kiểm kê thường niên đánh giá tất cả các con vật đang được nuôi dưỡng ở đây. Vườn thú London đang là nơi sinh sống của hơn 300 loài động vật khác nhau. Hàng năm, những người trông coi vườn thú đều dành 2 ngày để kiểm đếm từng con vật trước khi cập nhật cơ sở dữ liệu lên một hệ thống quốc tế được chia sẻ với các cơ sở khác trên toàn cầu. Ông Dan Simmons, giám đốc điều hành của Bộ phận Quản lý Động vật của Vườn Thú London chia sẻ, chúng tôi sẽ kiểm tra khoảng 14.000 con vật. Đây là khoảng thời gian bận rộn đối với mọi người. Theo Reuters, Vườn Thú London trong năm nay dự kiến khai trương ngôi nhà cho các loài bò sát và lưỡng cư mới với mục đích thúc đẩy ý thức bảo tồn động vật trong cộng đồng. Thưa quý vị, con gấu trúc khổng lồ đầu tiên chào đời ở Nga vừa tròn 100 ngày tuổi và chính thức có tên. Con vật này được sinh ra tại vườn thú Moscow vào tháng 8 năm ngoái, thông tin được Reuters đăng tải. Bề gấu trúc dưới tính cái hiện nặng gần 9kg và cao 80cm, nó có tên là Kajusa, có nghĩa là mãi mãi thuần khiết trong tiếng Nga. Kajusa là con của cặp đôi Jui, 7 tuổi và Din Din, 6 tuổi, được chính phủ Trung Quốc gửi tới Nga vào năm 2019, nhân dịp 70 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Trước đó, vườn thú Moscow đã tổ chức cuộc bầu chọn tên cho gấu trúc con, thu hút hơn 250.000 người tham gia. Gấu trúc khổng lồ là loại động vật quý hiếm và là biểu tượng văn hóa của Trung Quốc. Loài vật này đã trở thành sứ giả ngoại giao được chính phủ Trung Quốc gửi tới các nước từ năm 1941. Cặp đôi Jui và Dindin Din sẽ trở về Trung Quốc sau khi thỏa thuận cho mượn kéo dài 15 năm kết thúc và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thế giới hôm nay xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo